Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh hai chú chim đang đậu trên một chiếc dây phơi này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Bây giờ sẽ vẽ video để xem thành quả của mình nhé. Thank you.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh hai chú chim đậu trên chiếc dây phơi này. Với cách phối màu của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tôi cho bức tranh các bạn nha. Video của mình chỉ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.